Cái này đúng nghĩa là long mạch ngược này, nó mạch vô trong này, cái góc đường thui này phải kể hết cái là nó lồi ra mưa. Hờ hờ à, anh chút nha, có đeo quá à nói nha. Nhìn này, nhìn nó có góc đấy không? Đấy, đấy, đó góc ra này. Rồi rút ra một cái góc viên vui dài khúc này. Không. Nè, nó đen hơn mấy cái lông bình thường này, tại nó ở dưới đấy. Tổng Nó ở dưới, đấy, nó nuôi dinh dưỡng ở chỗ đó nó nhiều vậy. Đen thui từ luôn này. Cho biết anh rồi. đọc ạ Nghĩa nhưng mà cái đó nó nổi nhỏ quá. Đoạn cái này nè. ngồi giếng Cô này ở mà dính bật lên nó nhổ lên coi vô. Hai giờ vô không dính nó bạn ơi. Đứt mắt rồi. Khui Đúng rồi, chú bằng chấm nuôi gà lỡ đi rồi nó dầm vào đừng lúng trọng hết. Rồi chấp lại. Hả? Cố tình đổi sát mép rồi cho. Nhu đâu thấy đơn giản là con đi. Nhu đâu không đi. Nhanh gọn liền. Nhu đâu mà điềm điềm vô mấy cái này nữa này. Xiên xiên vô chút không? Ví dụ như có cái đây, mình làm cái đây trước. Xong rồi hết cái đây rồi, mình tách qua vô rau nhiều quá. Ưu tiên nhất là vẫn làm mấy cái đó này. Mấy cái đây mà mấy thằng mà chúng tộc mà nhân tộc mà đi làm mà đi làm rồi cứ nó bị ấy. Nó hay giờ này có mấy đấy có nhiều mình đây cũng bị, mình đi làm vài bữa nó cũng bị, không biết liền không được. Anh kia bật một công chuyện mày xem nó đi mà nó không quá cởi chứ.